Hàng xóm mà phải xài kiêu, không ưng nhỏ nhẹ chấm điều hơn thua, bóng xanh bóng đỏ ghen đua, xi bông bóng đổ mà chừa cái đua. Hãy cùng xem hai nhà hàng xóm hôm nay là ai. Đội đỏ tiến luật trong vai bác Ba Phi, Hồ Bích Trâm trong vai bé Tư, Diễn Thành trong vai người giúp việc. Đội xanh Vinh Râu trong vai Rufy, Rimi Sachi trong vai chủ quán, Bình Phương trong vai người hầu. Và cuộc chiến lắm chiêu bắt đầu. No way no. Ông hỏi mày câu tế nhị nghe không? Sao ông? Hồi xưa là ông đi ở đợ cho má mày. Ủa vậy hả bác? Ừ, ông đóng bóp má mày. Rồi sau này má mày khổ mà về mày ở đợ lại cho ông. Mắc gì ông phải đóng bóp cho mày như ông đã từng đóng bóp cho má mày. Ông đã nói vậy mà ông còn hỏi. Bởi cả cái xóm nói ông ngu mà ông không tin. Ông là cái gì của má con rồi đó? Ở đợ. Thì con là cái gì của má con? Con của má mày. Hồi đó ông có đấm bóp cho má con không? Có. Thì giờ phải đấm bóp cho con. Má mày là ở đợ cho ông mà. Thì ông đấm bóp cho má con, thì bây giờ ông phải đấm bóp cho con. Cũng đúng. Nói chuyện mà ngu mà không biết ngượng luôn á. Ai à? Ai nói tôi ngu mà không biết ngượng? Tôi nói á. Thằng cha chê phi kia. Ai nói tôi cá cha cá chê gì vậy? À, ông là chê hay là rô? Rô. Ông rô phi. Mắc gì ông chửi tôi ngu? Ông nghĩ coi, hồi đó ông ở đợ cho ai? Tôi ở đợ cho má đó. Rồi bây giờ nó ở đợ lại cho ông. Đúng. Rồi ông đấm bóp cho má nó hồi đó. Đúng. Rồi bây giờ ông tự nhiên đấm bóp cho con của nó. Vậy là đúng hay sai? Đúng. Ai gì bắt giọng chửi đúng không? Tôi thích chửi được không? Được. Ông làm gì mà ông với lại cái chú nó ghét nhau dữ vậy ông? Trời ơi, giờ tôi kể. Ngày xưa trong xóm này có một cô tên là bé Tư, cực kỳ xinh đẹp. Hai thằng giành cua, cuối cùng nhỏ bé Tư bỏ hai đứa đi luôn. Tôi hận cha nội đó. Tôi làm như tôi không hận ông vậy hả? Mà mắc gì ngày xưa ông cua bé Tư sao để bé Tư bỏ đi hả? Tôi là hồi xưa là tôi chơi lớn. Cái việc mà bé Tư bỏ tôi đi là tôi không thể nào hiểu được. Tôi dung hết bao nhiêu tiền để tôi bao bé Tư ăn. Nói thẳng ra bây giờ tôi hết tiền luôn rồi đó. Ông hết tiền rồi sao? Hết tiền là bây giờ tôi không còn bao bé Tư nữa. Cuối cùng tính ra ông cũng ngu, thấy bà nội luôn á. Tôi có nói tôi thơm không? Nghĩ làm sao mà có bao nhiêu tiền để bao gái hết. Trong khi ông ngày xưa chơi lớn hơn nó nhiều. Nhiều là ông phải hơn người ta rồi. Ngày xưa ông đi ăn với gái, gái trả tiền cho ông không. Vậy mà cuối cùng cũng không ai quen ông hết. Cái đó cũng ngu. Ông không chịu bỏ tiền ra, lấy đâu gái ra theo ông mà theo ông. Mà ông bỏ tiền ra, gái ăn hết tiền của ông, gái cũng bỏ đi. Vậy ai ngu? Ai ngu? Tôi ngu. Ông ngu mà ông tự hào về cái sự ngu của ông quá trời. Ủa tôi có nói tôi không tự hào không? Ê, tôi nói ông biết nha, cuộc đời của ông cái gì cũng dành với tôi hết nha. Bây giờ tới cái chuyện ngu mà ông cũng dành với tôi nữa hả? Hả? Ủa chứ ông tưởng ông ngu hơn tôi là ông hay hả? Xin lỗi ông à, nếu mà nói về ngu á thì tôi với ông chưa biết thằng nào ngu hơn thằng nào đâu nha. Tôi ngu hơn là cái chắc rồi. Nè, bây giờ tôi với ông làm một bài toán thôi coi thằng nào ngu hơn nè. Ông 1 cộng 1 bằng mấy? Tôi không biết. Nè, Rofi, ông không biết là ông còn khôn. Tôi biết mà tôi biết sai mới là hay nè. 1 cộng 1 bằng 7. Vậy là cái đó là ông biết sai là ông vẫn còn khôn hơn tôi. Tôi là tôi không biết ra đề luôn nè. Hình như ông có mướn hàng xóm theo vỗ tay giống như sao quá trời. Hàng xóm gì bên đây còn hai người nữa nè. Hai người đó là ai vậy? Tôi có con hầu mà sao nhìn nó sang hơn tôi quá vậy? Mà nói thiệt tôi chưa từng thấy hầu nào mà nhìn nó sang hơn làng chủ luôn á. Nhìn chủ bần thấy bà nội luôn á trời. Cái giọng này giống giọng chú cháu không vậy? Hầu tôi không á. Ai nhiều tiền thì tôi theo. Ê khoan, cho tôi hỏi một câu tế nhị coi. Cứ hỏi. Cái giọng của con hầu sao nghe giống như giọng cháu tôi quá vậy? Nó chứ ai nữa. Trời ơi. Ê, ông nghĩ sao mà ông dám bỏ tiền ra ông mướn cháu tôi vậy? Tôi chỉ cần là cháu ông á, là hầu của tôi thôi, là tôi bán hết đồ đạc trong nhà, tôi cầm nhà, tôi cầm giấy tờ nhà để tôi mướn nó làm hầu của tôi á. Ồ, ông này ông chơi ngu hơn tao luôn á mày. Tôi ngu hơn ông à. Ông nghĩ sao mà ông mướn cháu tao mà ông cầm nhà ông, ông đưa tiền cho cháu tao. Bây giờ cháu tao người ở mà giàu hơn ổng luôn á. Bởi vậy bây giờ ổng ngu hơn rồi, ông phải tìm cách nào ông ngu hơn ổng đi. Khẳng định với ông một câu là tôi hết tiền luôn rồi đó. Trời ơi là trời. Ngu chi mà ngu dữ vậy trời. Cái giọng quen mà cái hình cũng quen nữa. À, bé Tư. Bé Tư hả? Bé Tư. Bác Phi. Bé Tư.
không bé Tư? Dạ. Ủa mày là ai vậy? Anh Rô Phi nè. Anh Rô Phi nè. Anh Rô Phi. Cái thằng mà ngày xưa bán nhà đưa cho em đó. Trời ơi anh. Anh Rô Phi, dạo này anh còn ngu không? À, anh còn ngu nhiều lắm. Bé Tư ơi, bây giờ thằng Rô Phi nó ngu không bằng anh. Anh ngu hơn nó rồi. Sao bao nhiêu niệm tập bây giờ anh ngu hơn nó rồi. Nhưng mà em thích người thông minh hơn. Em thích người thông minh hả? Dạ. Vậy chắc em qua nói đi. Chứ anh ngu lắm rồi. Dạ thôi không được đâu. Tôi ngu lắm. Anh nhớ ngày xưa em nói em đi lấy đại gia mà sao giờ em tàn tạ quá vậy? Khổ lắm anh. Em khổ lắm anh ba ơi. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi những cái chạm nhẹ vào nhau vẫn còn rần rần. Dạ em đổ hết da gà nè. Hồi đó em mê cao sang. Em tính là em lấy chồng đại gia. Ờ. Cái em nghe lời nó, em bán hết nhà cửa, em bán sạch sẽ luôn anh. Sau đó thằng chồng em mới trở thành đại gia. Khoan, chỗ này em kể anh nghe dướng não quá. Em mê cao sang, em mê đại gia. Dạ. Bán hết ruộng vườn nhà cửa, đưa tiền cho chồng em, chồng em nó mới trở thành đại gia. Dạ. Là trước nó có thành đại gia không? Dạ, trước đó anh tên là Nguyễn Đại Gia. Ồ, vì cái tên thôi mà em bán hết nhà cửa để em giúp nó thành đại gia thiệt hả? Không tính ra nguyên anh. Cái xóm này không ai thông minh hết sao? Thật ra là vậy nè, anh nói với em á, lấy ảnh về đi. Xong rồi cái hả, anh truyền bí kíp gia truyền gì của gia đình ảnh cho em. À, cũng còn được cái nghề. Dạ, đúng rồi. Nói là khi mà em theo của gia truyền đó của nhà ảnh á, là đảm bảo là hả, em giàu có lên. Vậy hả? Ừ. Nói truyền cho em cái nghề gì? Bán bánh trân trộn. Trời ơi, cái đó mà gia truyền đó hả? Rồi bán làm sao mà phá sản? Khổ lắm anh ơi. Em hỏi anh chứ tính sai có một con số thôi đó. Em tính mà sai cái gì? Một bịch bánh tráng trộn là 5.000 đúng không? Đúng. Người ta mua 10 bịch 50.000. Em không bán. Một bịch 5.000. Ừ. Mà người ta mua 10 bịch 50 em không bán. Không bán, ngu sao bán? Anh nghĩ sao vậy? Mình nhìn mặt em ngu lắm hả? Nghĩ sao vậy? Bây giờ em nói nè, một bịch 5.000 đó mua không? Mua thì mua, còn mua 10 bịch á 50.000 không bán. Khoan, cho hỏi lại cái não bị rối nữa rồi. Một bịch 5.000. 5.000. Người ta mua 10 bịch 50 em không bán. Không bán ngu sao bán? Rô Phi. Nghe nè. Giúp cái. Tôi thấy sao á. Nghe, tôi hỏi bài toán coi ông tính coi bé Tư tính đúng hay sai nha. Bé Tư bán bánh tráng trộn nè. Bán một bịch 5.000. Rồi. Người ta mua 10 bịch 50. Vậy thì hỏi ông, người ta mua 9 bịch thì bán nhiêu tiền? Ông biết không? Cứ cho là tôi ngu đi. Ê, bây giờ 9 bịch mình khó tính quá. Bây giờ mình tính 8 bịch là nhiêu? Rô Phi ơi. À nghe nè. 8 bịch là mình tính nhiêu? Tôi chưa có khôn nổi đâu. Thôi mình bỏ vụ bán bánh tráng của em qua bên đi. Cái vụ này nói một hồi nữa là nguyên một xóm này ngu hết luôn á. Dạ. Nhưng dạ, mà quan trọng là tôi thấy ông tốt á. Ông coi như là ông tính tiền, ông buôn bán giùm bả là ông theo bả được rồi đó. Bậy. Cái ngày xưa là bé Tư bỏ đi là tại vì ông, bé Tư mới bỏ đi. Đúng ra bây giờ là bé Tư phải thuộc về ông mới đúng. Thôi bây giờ bé em Tư về với Rô Phi đi. Dạ. Ông khôn hơn tôi rồi, cho nên bây giờ ông bù đắp cho bé Tư đi. Chứ bé Tư ngu quá, theo tôi là ngu đều luôn á. Không thấy tôi vậy với tôi không khôn lắm đâu. Tôi ngu nhất mà trời. Ông ngu nhất thì tôi cũng dạng ngu đặc biệt rồi. Không, nói chung là cả hai anh ngu đều. Em khôn lắm. Dạ. Giờ em khôn vậy mà bán 5.000 với 50 em không biết. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là bé Tư là của ông đó. Bé Tư là của tôi hả? Vậy, vậy còn tôi là của ai? Của bé Tư. Anh là của em. À. Tôi là của ai nè? Ông của ông nội em đi. Mình cũng tính rồi. Vậy đúng rồi hả? Vậy đi. Bé Tư, sao tự nhiên em trở về đây là nguyên hàng xóm láng giềng rối nùi hết trơn vậy? Nói chung là em rất là vinh dự đi. Sau một đời chồng rồi. Ừ. Em già nua rồi. Ừ. Vậy mà hai anh vẫn còn giành lộn gì em? Bậy, hai tụi anh giành lộn. Tụi anh là giành lộn để đẩy em đi đó. Vậy hả? Ừ. Quá ra em ngu dữ ta. Không vậy em vinh dự lắm á. Mình sau một đời chồng già nua vậy rồi mà không ai chịu lấy em luôn. Hay quá trời. Em thích đấy anh. Bây giờ thằng nô của tôi, nó thằng hầu của tôi nó giàu nè, cho bé Tư lấy thằng nô của tôi đi. Đúng rồi. Không được. Đời nào. Cái này là bây giờ tôi lỡ tôi yêu bà chủ luôn rồi. Ủa nãy bà chủ bà nói yêu tôi mà. Ê không có nha, ai nhiều tiền hơn thì sẽ yêu người đó à. Bây giờ trả tiền cho tao. Không có, cái tiền này tiền luôn ha. Bây giờ ông không còn gì cho người đó. Qua ngày mai là tôi, ông nhiều khi ông làm đầy tớ thì ngược là tôi đó. Vậy tôi ngu được rồi đó. Thôi vậy bây giờ cho bé Tư ở với con đi. Thằng nô không thể nào ở với bé Tư được. Chứ bé Tư ở với ai? Bé Tư phải ở với ba Phi. Không, em phải qua ở với Rô Phi đi. Không được, không được. Em phải qua ở với nô. Bé Tư phải ở với nô. Ông phải cho con nô đi. Ở với bé Tư. Qua bển đi, qua bển đi. Không phải nữa. Ở với nô. Cái gì vậy? Ngu hết. Được chưa? Thôi bây giờ ra đây. Bên kia ngồi xuống đây nói nghe này nè. Cứ dằn nhau ngu hoài chi vậy? Ngồi xuống. Mày có ngu luôn không? Ngu luôn. Ngu luôn hả? Ừ, nhưng mà bây giờ quan trọng là có ngu, chắc ngu không? Chắc.
Rồi chắc ngu cho nói đi. Ngồi xuống bên kia, ngồi xuống nó nghe nè, nó nhỏ này vui. Nó kêu ngồi kìa. Bây giờ nha, có cái trò chơi này tranh ai ngu nè, hay lắm. À, coi ai ngu hơn ai. Là đúng theo cái format luôn. Bây giờ nha, mỗi bên phải đi tìm một cái món đồ. Cái gõ vô đó làm sao cho ra tiếng động. Bên kia đoán được cái nào thì bên đó thắng. Hiểu không? Ê, mày nói lại lần nữa đi. Nói lần nữa đi, tụi tao ngu lắm. Tao nói tao còn không hiểu mà trời. Nhưng mà mày nhớ. Quan trọng là mày nhớ, mày không cần mày hiểu, mày phải nhớ thôi. Rồi, để nói lại cho nghe. Là vậy. Bây giờ lấy một cái món đồ. Ở bên đây nè. Lấy đồ ở đâu? Ở vòng vòng cái nhà mình nè. Đó là tạo ra một cái tiếng động. Rồi bên kia kìa, phải đi tìm cái món đồ nào đó giống như cái món đồ này và tạo ra tiếng động. Bên nào tạo đúng á thì là thắng, còn tạo không sai á là gì ta? Trời ơi. Tao luôn. Nhưng mà tao không hiểu á. Tao còn ngu giờ nói chữ thôi, nói chữ. Bây giờ dễ ẹt chứ gì đâu, là bây giờ bên kia tạo ra nó làm một món đồ. Đúng rồi. Nó tạo ra tiếng động. Rồi bên mình á, mình ngồi, nó tạo gì tạo kệ cha nó, rồi mới được vậy thôi. Nhưng mà mình chơi mỗi bên bao nhiêu người? Mỗi bên mấy người chơi nè, đội mấy người? Đúng theo format của Nhật luôn là 3 người một bên. Rồi ok vậy chơi đi. Khoan, mỗi bên 3 người nhưng mà bên đó tới 4 người lận á. Mày hiểu không? Hiểu. Đi về. Mày ngu không? Mày có ngu không? Ngu. Ngu thì đi về. Ngu thì đi về cho người ta chơi. Cái thằng số 4 ơi. Đi. Mày qua bên đây nè. Lẹ đi. Mỗi bên 3 người nè, có mày vô là 4 người nè. Đúng rồi. Là mày dư luôn đó. Mày đi. Hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Đúng rồi. Công nhận thằng nó thông minh hơn tụi mình ha. Rồi bây giờ ai chơi trước nè? Ai chơi trước? Bây giờ kêu thằng số 4 vô coi nó phân coi ai là người chơi trước. Thằng kia rồi, bây giờ ai chơi trước? Ai chơi trước? Thôi mày chơi trước đi, mày chơi trước đi. Mày chơi trước đi, nhưng mà mày không được chơi. Bây giờ chia đội nào chơi trước, nói tiếng một. Bên đây đi. Rồi đi về. Bên kia chơi trước đi. Bên kia chơi trước đi. Nó đợi bên này chơi trước rồi. Mời nha, 1 phút bắt đầu. Kiếm đại đi. Nói chung mình tự chơi theo cách của mình đi. Nhưng mà em nói cho biết trước đó nha. Đội nào thắng là em về mời người đó đó. Không em, đội vậy nào thua đó nha. Đội nào thua em mới ở với người đó. Tại cái đội thua là cái đội ngu đúng không anh? Đúng rồi, cái đội ngu. Em mới ở chung với đội ngu. Cái này được nè. Không có đâu. Hôm nay thả xuống, này thả xuống đi. Khó tìm lắm. Nó không có nghe đâu. Nghe không? Nghe hả? Nghe. Thôi lấy cái này đi. Thôi quyết định này đi. Trời chưa, trời ơi lắng nghe nè. Chuẩn bị nghe nè. 3, 2, 1. Ông đập cái đầu ông xuống đất hả ông Phi? Thôi. Sao quá. 1 phút bắt đầu. Mình ngồi đây nhịp đùi thôi. Bây giờ nghe là biết cái trái dừa rồi đó. Bây giờ mình chọn cái trái dừa là mình khôn đó. Giờ ông quyết định sao? Lấy trái dừa. Mà quan trọng là trái dừa tươi chứ trái dừa khô nữa nè ba. Đó, cái đó mới quan trọng chứ. Cái dừa khô, trái dừa tươi ở đây cũng có trái dừa nè. Nếu tao nói là dừa tươi mà nói tao ngu rồi sao? Nhiều khi ông lấy trái đu đủ rồi sao trời? Trái đu đủ là phải là trái dừa. Thì nghĩ thì sao? Thì nghĩ nó cũng rất là sao? Ông hết ngu rồi đó ba. Vậy trái đu đủ là trái dừa đó. Không được đó, ông ngu rồi đó. Em biết á là anh Rô anh rất là ngu. Cho nên á là em sẽ làm lại cho anh nghe một lần nữa. Không biết là anh có bớt ngu không? 3, 2, 1. Ui dạ. Sau 1 phút tìm kiếm thì bên này cũng đã chứng minh được trái đu đủ là không phải là trái dừa. Bây giờ bên này làm coi tiếng động có phải không nha. Rồi làm đi. 3, 2, 1. Cái gì vậy trời? Chứ ví dụ bây giờ chịu thua luôn mà bóng bóng được nổ được. Không được. Một phút bắt đầu. Ông kiếm đi. Ủa ông kiếm là ông tự đếm luôn hả? Tôi lấy trái dừa luôn á. Nhanh đi. Chắc chắn là
tôi lấy trái dừa luôn á. Đúng luôn rồi đó. Ừ. Đừng tin nó. Là trái dừa nãy luôn đó. Tôi nói cho ông biết vậy luôn á. Lấy trái dừa tươi đàng hoàng nha, chứ không phải dừa khô nha. Ừ. Nói xạo đó. Chương trình không cho chơi một loại trái cây đâu. Rồi bên đây xong rồi, bên đây chọn trái dừa. Bên này bên. 3, 2, 1 bên nào đoán nha. 3, 2, 1. Rồi trái dừa luôn rồi. 7. Trái dừa. Không. 1 phút bắt đầu. Ông tin tôi đi, ngu lắm. Tin tôi đi. Thôi trái dừa đâu. Trái dừa. Tôi tưởng là trái dừa thì lấy trái dừa đi. Bây giờ chưa lấy trái dừa thì cũng lấy trái dừa. Không, cái này nè, trái dừa. Trái dừa đó. Trái dừa. Chưa, chắc là chưa có ai chơi như tụi mình đâu. Bé Tư ngu nhưng mà bé Tư đúng. Đúng rồi. Đâu phải đơn giản mà nó sạc kịp mấy lần đâu. Chắc bé Tư. Anh tin em bé Tư. Nhưng mà nghe lời mấy người ngu là mình cũng ngu luôn á anh Phi ơi. Bên đó coi bộ cũng ngu. Cho nên bên này sẽ tạo ra một tiếng động một lần nữa. Coi như bên này ngu theo bên đó. Cho bên đó nghe lại một lần nữa cho khôn thêm ha. 3, 2, 1. Đó, thấy chưa? Dễ ẹt. Tụi này ngu chứ không có điếc. 3, 2, 1. Nó lạ lắm á nha. Bên đó chọn cái gì? Trái dừa. À là tính thua là thua cái cuốn dừa đây hả? Chứ bên đó dùng cái gì của trái dừa? Đập vô cái trái dừa. Cái gì? Đập vô trái dừa, vỗ vô trái dừa nè. Vậy là lát nữa mình xài là mình bổ trái dừa ra, mình xài cơm dừa là mình xài được phải không? Bây giờ là mình cho mình có cơ hội để mình gỡ chứ. Được được. Bây giờ mình chơi lớn nha. Mình bỏ vụ nổ bong bóng đi. Mình lấy 3 trái dừa mình treo lên nè. Anh, cái này thì anh quá ngu luôn chứ phải ngu nữa. Lỡ rồi mình chơi phải thì mình chết luôn, mình sợ cái gì? Vậy thôi anh chết một mình đi ha. Là làm bể cho nó xịt nước xuống hay là thả cho nó rớt xuống đầu nè? Thả nguyên một trái rớt xuống luôn. Ô chà. Cái đó là thông minh lắm luôn á. Vậy là phải ngước mặt lên nha. Bây giờ chơi không? Chơi. Bây giờ bên này chọn 3 món. 3 món mà làm cái tiếng động đúng 3 lần. Phải chính xác nha, đúng thứ tự nha. Bên kia mà đoán đúng thứ tự mới đúng nha. Và bên nào chơi trước? Bên ông chơi trước đi, hồi nãy bên tôi chơi rồi. Bên nó chơi trước vậy là mình có khả năng là bị treo dừa trước đó. Ê khoan, để bên tôi chơi trước đi. Thôi không được. Không được, tôi chơi trước. Một phút bắt đầu. Kiếm đi. Ở bên nào kiếm? Mình kiếm á, nó kêu kiếm đi. Ừ, cuối cùng bên nào kiếm? Ở bên nào kiếm vậy? Một món. Bên nào kiếm trước vậy? Anh ơi, hai món rồi. Vậy bên mình kiếm hả? Bên mình kiếm đi. Anh là bên mình. Ba món nè. Bên tôi lấy đủ dừa đó. Cái gì? Đủ dừa. Đủ dừa hai trái hả? Đủ dừa là vừa đủ đó. Bên đó chắc cũng đã xong hết rồi phải không? Có làm gì đâu. Bây giờ bên này chuẩn bị làm tiếng động nha. Nhớ là phải đúng vị trí, đúng thứ tự nha. Ê khoan xí. Giờ ví dụ là cho tụi tôi đoán trước rồi làm lại tiếng động được không? Cái đó không được. Chuẩn bị làm nha. 3, 2, 1. Nó trội vô đầu ông kia luôn không? Một phút. Một phút. Bắt đầu. Rồi chia nhau lấy đi nha anh em. Yên tâm đi, rồi một hồi nữa tới lúc mà ra đó mình thổi lại thêm lần nữa. Ủa nãy giờ nó đập rồi hả? Chia lấy cổ phận của ông đó. Mẹ rồi giờ mình nghiên cứu rồi ai đứng trước hay đứng sau nè. Tôi quên là tôi quên thứ tự luôn rồi đó. Cái này được không? Ôi, sắp hết giờ rồi. Có ai chơi mà nói kết quả trước không? Vừa đủ đó. Bây giờ bên đó làm tiếng động đi, bên này đoán. Ủa, cái gì vậy? Nghe nó sai sai.
Cái gì sai? Rồi vậy bên này làm tiếng động nha. Bên đó làm tiếng động đi. Giờ bên này làm tiếng động coi đúng không, rồi bên đó làm lại tiếng động coi bên này coi đúng không, rồi đá nha. Rồi chơi luôn. Chơi làm luôn. Vậy đi. Chơi luôn. Lâu vậy đó. Phòng mát gì đi. Rồi, chuẩn bị nghe nha. 3 2 1. Rồi bây giờ ghé bên này làm lại nha. Bên đây làm lại, bên đây làm lại. Nếu mà cảm thấy mình sai thì ngẩng mặt lên trời giùm tôi cái nha. 3 2 1. Dù biết chưa nhưng mình ngu chứ mình đâu có hẹn đâu, đừng biết Huy ra. Thua hả? Vậy giờ tới phiên bên kia ra đề đi. Rồi bên đây đi tìm phải không? 1 phút bắt đầu. Rồi. Rồi nè nè nè. Bên kia ra bên lấy gì đủ đúng khó tay. Giờ mình chưa vậy đúng không? Rồi mình vậy. Bây giờ chưa? Đó. Đó rồi, rồi, bỏ cái này vô trong đây. Bỏ cái này vô trong đây. Nó có đáng trúng cái này thì nó cũng bị lộn cái trái ở trong. Đúng không? Nhưng mà mình cũng phải cho bên kia thấy trước rồi mình... Kệ nó đi, kệ nó đi. Nói là giống như hồi nãy là xong rồi. Đó rồi, nói xong rồi. Ủa giống như hồi nãy là cái gì? Bây giờ là bên tụi tôi đã tìm được những cái dụng cụ y chang như hồi nãy rồi đó. Bên đó nghe rồi đoán nha. Rồi chuẩn bị nghe nha. 3, 2, 1. 1 phút. Con muốn nghe lại không? Thôi khỏi đi. Khỏi đi, cuốn bắt đầu. Bắt đầu. Chắc chắn không phải là vừa với lại đủ đâu, kiếm cái khác đi. Không. Mình nên tin bên đó đi, bên đó ngu lắm. Bên đó ngu lắm, lấy gì nói thôi chúc mình hai. Mình lấy sai hoàn toàn. Nó không nghĩ mình ngu. Mình lấy đúng mà mình làm sai vị trí nó mới nghĩ mình ngu. Ủa nhưng mà bây giờ anh muốn ngu hay anh muốn thông minh? Anh muốn ngu, mà lấy đúng đi. Chính xác. Bé Tư hơi khô rồi đó. Ra đi. Rồi bây giờ bên kia nghe kỹ lại nha, coi đó có đúng không nha. 3, 2, 1. Bóng nổ chắc rồi. Mày ngu thiệt rồi đó. Ồ chửi tao bằng mày là mày cũng ngu luôn rồi đó. Rồi chuẩn bị nè, nghe bên đây làm lại nè. 3, 2, 1, trả lời. Trời ơi, tức thiệt luôn á trời. Ngu mà cũng giành nữa. Cuối cùng là ngu đều gì, không ai hơn ai luôn hả? Bây giờ đó, bây giờ rồi ai cũng ngu hết. Nhưng mà bên tôi là ngu hơn. Cho nên bé Tư về bảo ở với được. Mình không? Quê là cho thấy là tôi bên tôi ngu hơn. Thôi nhưng mà bây giờ ai ngu cũng được. Mà quan trọng là mình phải tìm ra một cái người ngu nhất để cưới bé Tư. Mấy người ngu thiệt. Nhưng mà tôi mới là thằng ngu nhất. Trời ơi, công nhận tôi ngu vậy mà có người ngu hơn tôi nữa trời. Nhưng mà bây giờ tôi ngu nhất, tôi sẽ lụm bé Tư về. Chúc mừng anh đến với bé Tư. Đúng rồi. Ủa vậy anh là người ngu nhất hả? Đúng rồi, ngu nhất mới biết em có con mới hốt nè. Vậy thì chúc mừng anh đến với bé Tư và 5 đứa con. Bé Tư sẽ có một cái trò chơi nhỏ dành cho khán giả. Thì bây giờ trên bàn đang có 3 đồ vật. Bé Tư sẽ tạo âm thanh 3 đồ vật A, B, C. Khán giả sẽ đoán thử âm thanh đó là của đồ vật nào và gửi cái câu trả lời đó về Facebook Hàng Xóm Lắm Chiêu. Vậy thì bây giờ mọi người nghe nha. Đó, ai mà đoán đúng món đồ vật này là gì thì sẽ được món quà là 1 trong 2 phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của hệ thống điện máy xanh. Vậy thì mọi người còn chùm chờ gì mà không gửi nhanh đáp án gì vào chương trình mình. Còn bây giờ hả? Khoan, không những có giải thưởng đó không mà sẽ được cộng thêm 10 bịch bánh tráng của chị Tư nữa nha. Với giá 50 ngàn.